chào tất cả các con. Tuần qua, cô nhận được rất nhiều video của các con gửi đến cô. Các con đã thực hiện rất tốt nè, rất là giỏi về những nhiệm vụ mà cô giao cho các con đó. Và đến với lớp học ngày hôm nay thì cô có mang một món quà đến tặng cho các con vì các con đã rất chăm ngoan và học giỏi. Bây giờ cô mời các con cùng nhìn xem món quà của cô, đó là món quà gì nha. Vì cây xanh rất có ích cho cuộc sống, bạn biết được rằng cây xanh giúp cho bầu không khí trong lành và những tác dụng tuyệt vời khác nữa. Thế nên, ngày hôm nay, để các con hiểu hơn về cây xanh thì cô sẽ hướng dẫn các con xé dán hàng cây xanh để giúp chúng ta hiểu hơn về cây xanh nhé. Đầu tiên, các con chuẩn bị cho cô một thân cây màu nâu, sau đó là một tờ giấy màu xanh các con sẽ xé ra thành những đường dọc và con sẽ xé nhỏ ra cho vừa với lá cây. Còn chú ý mình hãy xé những một đầu to và một đầu nhỏ hơn. Sau đó chúng ta sẽ sắp xếp lại lên thân cây và dùng hồ để dán lên. Rất đơn giản phải không nào các bé? Nhớ là khi dùng hồ các con phải cẩn thận, các con sử dụng một tay để lấy hồ và nhớ là khi sử dụng xong chúng ta phải dùng khăn để lau sạch tay, không để hồ rơi ra ngoài bàn nha con. Chúng ta phải nhớ là các con làm thì phải cố định tờ giấy cho thật chắc chắn để cho sản phẩm chúng ta làm dễ hơn và đẹp hơn nha con. Chúng ta sẽ lần lượt dán từng chiếc lá vào trong thân cây. Có thể các con sẽ dán 2 lá, 3 lá hoặc 4 lá tạo thành một chùm lá rất đẹp nè. Hoặc là có những chiếc lá đơn ha. Các con sẽ lần lượt dán những chiếc lá vào hết trong thân cây. Và các con nhớ là chúng ta dán những chiếc lá cho thật đẹp mắt, cho thật hợp lý nha con. Hãy cẩn thận và khéo léo nha. Nhớ là chúng ta ngồi thẳng lưng lên, không được gù lưng nha các bạn. Thế là chúng ta đã có một cây xanh thật đẹp rồi nè. Cô vừa hướng dẫn các con xé dán cây xanh thật đẹp rồi nè. Và cô mong rằng với những chất liệu đơn giản và cách làm dễ dàng này thì các con có thể làm được. Các con hãy tự tay xé dán những cây xanh thật đẹp rồi nhờ ba mẹ chụp hình lại gửi đến cô để cho cô và các bạn cùng xem nhé con. Cô chào tạm biệt tất cả các con. Hẹn gặp lại các con vào các video tiếp theo.